Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu một món chè để ăn cuối tuần. Đây là một cây nha đam mà mình đã mua sẵn. Hôm nay mình sẽ nấu món chè ăn rất là mát là chè đậu xanh và nha đam. Ở đây thì mình chuẩn bị là 150g đậu xanh. Các bạn có thể dùng nhiều hoặc ít hơn. Ở đây nhà mình ít người thì mình chỉ cần dùng 150g, một lá nha đam to, và mình nấu chung với đường phèn nhé. Đối với món chè đậu xanh nha đam này thì cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mang đi vo sạch cái đậu xanh này, và với 150g đậu xanh thì mình sẽ dùng 1 lít rưỡi nước để đun cùng nhé. Sau khi mình đã trong thời gian mình đợi mình nấu đậu xanh thì bây giờ mình sẽ làm đến phần nha đam nhé. Nha đam thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình gọt vỏ. Ở đây là mình đã chuẩn bị một tô nước, mình bỏ muối vào rồi, và mình vắt thêm nửa trái chanh để nha đam của mình nó được sạch cái nhớt nhé. Bây giờ thì mình sẽ sau khi mà mình đã vừa loại bỏ cái phần vỏ của nha đam, mình cắt hạt lựu như thế này, xong thì mình sẽ ngâm nha đam trong nước muối và chanh chừng 15 phút nhé. Rồi mình sẽ rửa lại khoảng 3-4 lần để cho nha đam nó sạch nhớt. Rồi các bạn có thể trụng qua nước sôi nữa nhé, để cho cái nha đam của mình được giòn. Mình sẽ để đây và mình ngâm nha đam nhé. Mình nấu đậu xanh của mình cho chín mềm luôn nhé. Trong thời gian đợi đậu xanh chín thì mình sẽ làm xong cái phần nha đam. Sau khi nha đam của mình đã rửa xong, mình đã rửa khoảng mình ngâm xong khoảng 15 phút và mình rửa khoảng 3-4 nước cho nha đam của mình sạch nhớt. Thì bây giờ mình sẽ nấu nước sôi để mình trụng lại nhé, để cho nha đam của mình nó hết nhớt nhé. Và các bạn nếu có thể thì các bạn không thích thì các bạn cũng có thể luộc, đun nước sôi và thả vào để mình luộc sơ nha đam nhé. Mình cho cái nước sôi vào. Mình ngâm. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy thêm một tô nước đá để mình vớt nha đam qua, để cho nha đam của mình được giòn. Đây là tô nước đá mà mình đã chuẩn bị. Bây giờ thì mình sẽ mình vớt cái nha đam của mình vừa trụng trong nước sôi qua nhé. Mình làm như thế này thì nha đam của mình nó sẽ không còn nhớt, và ăn thì nó sẽ rất là giòn, nó không bị mềm. Nhìn cái miếng nha đam của mình ngon quá. Mình sẽ cho vào nước đá. Mình ngâm. Rồi. Sau khi ngâm xong nước trong nước đá thì mình sẽ vớt cái nha đam của mình ra. Khi này lúc này mình thu được thì nha đam của mình rất là sạch và giòn.
không không bị nhớt, không còn một chút nhớt nào cả. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào đây khoảng 50g đường phèn nhé. Các bạn ước lượng khoảng 50g thôi. Tại cái đường phèn mà mình mua là đường to nên là nó sẽ, các bạn nếu mà được thì các bạn mua cái đường nhỏ cho nó, mình sẽ trộn cho cái nhà đam của mình nó ngấm cái đường phèn đấy. Vậy là mình đã vừa sơ chế xong phần nhà đam, và mình có thể bỏ phần nhà đam này của mình trong ngăn mát tủ lạnh cũng được. Đậu xanh của mình đã nhừ thì bây giờ mình sẽ cho đường phèn vào. Ở đây là 100g đường phèn thì mình sẽ cho vào đây. Các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị của gia đình mình để thích ăn ngọt thì mình có thể cho thêm nhé. Bớt. Ở đây thì nhà mình ăn thì hơi ngọt thôi. Để cho đường phèn của mình tan. Rồi mình sẽ cho tiếp cái phần nha đam và mình đã ướp đường phèn vào trong. Thế là món chè của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Mình để cho chè của mình sôi lại nữa nhé. Với món chè đậu xanh nấu với nha đam đường phèn này thì ăn rất là mát. Cái màu của cái nước chè thì có màu xanh, vàng xanh rất là đẹp, cái màu của đậu xanh các bạn. Với món chè này thì mấy chị em ăn rất là tốt, đẹp da. Và đậu xanh thì lại giúp ngủ ngon đấy. Sẽ nấu cho sôi lại nhé. Vậy là nồi chè của mình đã xong rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp đi nhé. Nếu mà các bạn mà cái món chè đậu xanh nấu nha đam này các bạn mà không muốn để cho hạt đậu xanh nó bị vỡ thì mình chỉ cho ít nước thôi nhé. Mình ở cái video mình có hướng dẫn một cái video mà hướng dẫn cách làm chè đậu xanh lên hạt á, mình có hướng dẫn cụ thể cái cách làm sao mà để cho mình nấu mà đậu xanh thật là nhừ mà nó không bị vỡ hạt ra, thì các bạn có thể xem lại ở video đó nhé. Bây giờ thì mình sẽ múc ra ly. Ở món chè này thì mình có thể ăn nóng hoặc là ăn lạnh, ăn kèm với đá cũng rất là ngon nhé. Và đây là ly chè đậu xanh nha đam mà mình vừa nấu xong, rất là hấp dẫn luôn. Các bạn có thể nấu chè này để cho cả nhà ăn cuối tuần, rất là mát, tốt cho sức khỏe và lại rất là đơn giản nhé. Với cách nấu này thì rất là đơn giản thôi. Video thực hiện món nha đam chè đậu xanh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu thích video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.